Thưa đồng chí, đồng bào, hôm nay đứng trên mảnh đất anh hùng này, chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của Phú Quốc, kinh tế có sự phát triển vượt bậc, diện mạo Phú Quốc có sự thay đổi rõ rệt, công trình dự án đặc sắc quốc tế ngày càng nhiều, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Chúng ta càng tỏ rõ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú trên mọi miền đất nước đã hy sinh tại hòn đảo này trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta. Ghi nhận, tôn vinh tinh thần kiên trung bất khuất, đổ biết bao nhiêu xương máu của các anh hùng liệt sĩ cho đảo Ngọc Phú Quốc hôm nay ngày càng phát triển tươi đẹp. Xuất phát từ tâm niệm nói trên, tôi cùng đảng bộ, nhân dân tỉnh Kiên Giang luôn đau đớn trong lòng cần phải xây dựng đền thờ để